Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Thành phố Hồ Chí Minh hớ hênh văn bản thiếu sống, Chủ tịch Hà Nội nói sẽ lây như Vũ Hán. Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh ngày thứ bảy đã truy soát Sở Tài nguyên Môi trường của thành phố này vì đã ban hành một văn bản liên quan đến việc hỏa táng bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán mà lãnh đạo cơ quan này sau đó thừa nhận sai sót, khiến công chúng hoang mang và lo lắng. Công văn đề ngày 26 tháng 3 của Sở gửi cho 3 công ty vận hành các cơ sở hỏa táng, yêu cầu họ báo cáo về việc họ sẽ ứng phó ra sao trong trường hợp vận hành liên tục cũng như các biện pháp an toàn nào sẽ được áp dụng để ngăn cúm Vũ Hán lây lan khi tiến hành hoạt động ở đây. Đây là hình ảnh công văn của Sở tại Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung hỏa táng bệnh nhân nặng đã gây kinh hãi cho cộng đồng. Công văn của Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh này đã nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội và gây lên tranh cãi, bùng lên liên quan tới một hoạt động mô tả là tình huống khẩn cấp có thể xảy ra là cần phải hỏa táng các bệnh nhân nặng nhiễm cúm Vũ Hán có thể tử vong. Đưa tới cách hiểu là một số bệnh nhân có thể bị thiêu trong khi vẫn đang còn sống. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Tuấn Thắng ngay thứ Bảy thừa nhận những sai sót trong văn bản liên quan đến hoạt động của các nhà hỏa táng và đã ra lệnh thu hồi văn bản truyền thông trong nước đưa tin. Trong một công văn gửi cho Sở cùng ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố đã đả kích Sở gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố và tạo ra tâm lý hoang mang trong một bộ phận của người dân. Phê bình nghiêm khắc Sở Tài nguyên Môi trường, yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, đề xuất hình thức kỷ luật đối với cá nhân liên quan, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trước 18 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2020. Công văn đã nói như vậy. Và cũng suốt đêm ngày 27 tháng 3, văn bản thiêu xác sống của Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Trên Facebook đã xuất hiện xung đột ngôn từ, gây ra những từ ngữ nặng nề với nhau giữa các dư luận viên cho rằng văn bản này là giả mạo nhằm mục đích gây hoang mang, sợ hãi trong dư luận. Nhưng mãi đến sáng hôm sau, ngày 28 tháng 3, khi xuất hiện ảnh chụp một văn bản khác cũng của Sở Tài nguyên Môi trường đòi hủy văn bản cũ thì mọi người mới tin rằng văn bản ấy là có thật. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, người đã ký công văn thiêu xác sống mà Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang có đề nghị làm rõ trách nhiệm và đề xuất kỷ luật. Những sai sót của văn bản không phù hợp với tình hình chống dịch cúm Vũ Hán của thành phố hiện nay. Ông Nguyễn Tuấn Thắng được dẫn lời đã nói như vậy. Và nói tiếp, ngay khi nhận được phản ứng từ dư luận, chúng tôi đã rà soát toàn bộ lại nội dung và thu hồi văn bản. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng khẳng định công tác phòng chống dịch của thành phố đang được kiểm soát tốt. Nói thêm rằng hiện thành phố có 44 ca nhiễm cúm Vũ Hán với 3 trường hợp đã xuất viện. Sức khỏe ổn định và không có trường hợp tử vong vì dịch bệnh. Ủy ban Nhân dân thành phố không có chủ trương, không chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành các nội dung theo công văn số 2285 nêu trên. Công văn ngày 26 tháng 3 của Sở đã gây nên phản ứng dữ dội, khiến Sở này và Sở Thông tin Truyền thông của thành phố phải tổ chức một buổi cung cấp thông tin để cải chính và tìm cách kiểm soát những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội. Quan điểm của Thành phố Hồ Chí Minh là không giấu dịch và công khai mọi thông tin liên quan đến dịch cúm Vũ Hán. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh Từ Lương cho biết như vậy và nói thêm: từ khi văn bản này ban hành, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin không chính xác về Thành phố Hồ Chí Minh có bệnh nhân tử vong. Anh Huran ở Hà Nội đã nói như sau: văn bản như thế hỏi sao dân đen không hoang mang và bức xúc, đọc xong tôi muốn té ghế luôn, yêu cầu đuổi việc quan chức vô tính cách ấy. Đây là hình ảnh đại lộ Võ Văn Kiệt của Thành phố Hồ Chí Minh không một bóng người vào hôm 27 tháng 3 năm 2020. Bạn đọc tên là Đạt Huỳnh ở Thành phố Hồ Chí Minh thì bình luận như sau: ai cũng hiểu là chuẩn bị cho phương án bệnh nhân chết hàng loạt khi dịch bệnh bùng phát, nhưng rõ ràng người soạn văn bản và người ký văn bản này đã không soát trước khi ban hành, qua đó thể hiện sự thiếu trách nhiệm, cầu thả trong công tác. Facebook Phạm Lê Vương các thì bình luận như sau: người trong chính quyền thường có được những thông tin nhạy cảm mà người dân ít khi biết được, mà họ luôn nắm được thông tin trước người dân. Từ những thông tin này họ có thể dự báo tình hình và tiên liệu được những điều sẽ đến trong tương lai.
mà nếu có diễn biến trên thực tế đi nữa thì đây là lời cảnh tỉnh kịp thời đối với mỗi người chúng ta không được chủ quan trong việc phòng chống cúm Vũ Hán. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cho biết thêm, nói thật đây là thông tin gây hoang mang khủng khiếp nhất kể từ đầu mùa dịch đến giờ, vì nó dự báo đến số liệu chết nhiều và chôn sống người. Theo tôi là phải cách chức giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ngay lập tức. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh thì bình luận về công văn thu hồi công văn sai sót ban đầu như sau: mắc sai lầm thì khắc phục và nhận lỗi, ắt được mọi người thông cảm và chấp nhận. Đằng này ra công văn rút lại công văn phát hành trước đó nhưng không nêu lý do, không lời giải thích, càng không thèm xin lỗi về bất cẩn đã khiến cộng đồng hoang mang. Và tình huống chống dịch ở Hà Nội trở nên nguy cấp hơn bao giờ hết sau sự cố lây nhiễm ở bệnh viện Bạch Mai, bởi số lượng người liên quan bắt buộc phải cách ly đến hàng vạn người. Đây là hình ảnh bệnh viện Bạch Mai, nơi các chuyên gia nói còn phức tạp hơn 3 bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc, hoặc Lombardy ở Ý hay New York ở Mỹ, và được Chủ tịch Nguyễn Đức Chung so với Vũ Hán. Thống kê danh sách người từng đến khám tự cách ly đã là 40.000 người, báo Thanh Niên cho hay vào hôm 30 tháng 3. Với số lượng người lớn như vậy, việc thành phố Hà Nội có thể giám sát cách ly từng người là bất khả thi, vì không thể nắm hết số điện thoại và địa chỉ chính xác của họ. Hơn nữa, sự di chuyển đi khắp nơi đã đến tiếp xúc trong cộng đồng và gia đình với thời gian khá dài của họ cho thấy khả năng lây nhiễm cộng đồng là rất lớn. Chính Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã khẳng định điều này và cho rất nhiều báo chí trong nước đã trích đăng. Chưa hết, vào sáng 30 tháng 3, thành phố Hà Nội đã họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm Vũ Hán phiên thứ 27 tại cuộc họp. Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị xét nghiệm lại hơn 7.000 nhân viên y tế tại Bệnh viện Bạch Mai. Ông nói, tôi đề xuất với Ban giám đốc bệnh viện rằng tất cả các xét nghiệm mà bệnh viện thực hiện với nhân viên y tế công bố vào ngày 19 đến ngày 24 tháng 3 không có giá trị. Phải xét nghiệm lại, an toàn phải sau ngày 28 tháng 3 vì từ những ngày trước đó dù âm tính nhưng vẫn đi lại tiếp xúc. Ông nói tiếp, nếu không làm thì ngay chính họ cũng có tâm lý lung lay, Hà Nội sẽ hỗ trợ bệnh viện để hoàn thành sớm nhất việc xét nghiệm lại với hơn 7.000 nhân viên y tế tại đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh như vậy. Và tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu rõ ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai đã có các trường hợp liên quan đến 4 tỉnh, thành phố khác nhau là Hà Nam, Ninh Bình, Thái Nguyên, Nam Định và lan đến gần 20 quận huyện khác nhau. Đây là bảng thống kê tình hình dịch bệnh của Bộ Y tế cho thấy Việt Nam đã có 203 ca nhiễm, trong khi thế giới đã có 741.908 ca nhiễm và 35.337 ca tử vong vì cúm Vũ Hán. Trong thời gian ngắn nữa sẽ lan ra 30 quận, huyện, vấn đề là khoảng thời gian thôi. Bởi vì tất cả những người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai hiện nay số lượng rất lớn. Khi đã lây lan thì tốc độ rất lớn, rất nhanh theo cấp số nhân. Ông Nguyễn Đức Chung nói vậy. Để hạn chế lây lan cúm Vũ Hán từ ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu phải tuyên truyền mạnh, đến khi tiếp xúc được với ai cũng phải nghĩ đến hai chữ Bạch Mai. Ví dụ một đồng chí lãnh đạo cấp cơ sở có bố mẹ nằm trong Bệnh viện Bạch Mai, trách nhiệm của mình là vào thăm. Sau đó người vẫn bình thường nhưng đã nhiễm bệnh thì rõ ràng là mình sẽ lây thẳng đến thành phố. Liệu có trường hợp này không? Tôi tin là có nhiều. Rồi những trường hợp là các cụ già rồi, bố mẹ của những người bệnh đến thăm từ ngày 9 tháng 3 là có không? Chắc chắn là có. Không thể loại những người này được, mà số này được cách ly ngay lập tức, chứ không có cái thời gian để bàn luận. Đó là phải giữ cho mình và chúng ta tránh cho người thân của mình, trước tiên là người thân của mình, sau đó mới đến cộng đồng và xã hội. Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội đã nêu quan điểm như vậy. Và Chủ tịch Hà Nội nhận định rằng, thẳng thắn với báo chí rằng, lây nhiễm cúm Vũ Hán từ Bệnh viện Bạch Mai có thể lây ra cộng đồng trong vài giờ ngày tới. Không những thế, dịch bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai còn phức tạp hơn 3 bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc, Lombardy, Ý hoặc New York, Mỹ. Ông còn cho biết tình huống ở đây cũng giống như ở Vũ Hán trước khi bùng phát đại dịch. Đây là hình ảnh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tuyên bố Hà Nội bước vào một giai đoạn vô cùng nguy hiểm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai là ổ dịch lớn nhất, phức tạp nhất và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn thành phố, cũng như một số tỉnh thành trên cả nước.
Bộ Y tế mới chỉ công bố 12 trường hợp dương tính ở bệnh viện Bạch Mai thôi, nhưng số liệu tôi biết con số này đã gần 20 rồi, ông Trung nói. Mỗi ngày có khoảng từ 600 đến 700 người dân vào đây ăn uống, cuối tuần có khoảng 250 người. Hơn nữa, bộ phận nấu ăn tại bệnh viện mỗi ngày cung cấp cho khoảng 5.000 đến 6.000 nhân viên trong bệnh viện. Tức là khoảng từ 2.000 đến 3.000 học sinh, thực tập sinh của Hà Nội cũng như các tỉnh thành cũng vào đây ăn uống. Rất có thể trong những ngày tới sẽ phát ra, mà nếu xảy ra thì chỉ trong tuần tới. Cho nên chúng tôi thấy bệnh viện Bạch Mai là một trong nơi dịch bệnh phức tạp nhất, có nguy cơ lây lan nhất. Chủ tịch Nguyễn Đăng Trung đánh giá như vậy. Ông Trung cho biết bản thân ông cũng đã nhờ một số chuyên gia về phòng chống bệnh tật trên thế giới phân tích lại những số liệu liên quan đến bệnh viện Bạch Mai để đánh giá nguy cơ lây nhiễm cúm Vũ Hán ra ngoài cộng đồng. Các chuyên gia cho rằng dịch bệnh ở bệnh viện Bạch Mai còn phức tạp hơn 3 bệnh viện nằm ở Daegu, Hàn Quốc, Lombardy, Ý và New York, Mỹ. Trường hợp này cũng như Vũ Hán, dịp gần Tết, sau khi nhiễm bệnh, nhiều người đã di chuyển khắp nơi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nói thêm như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.